Audio Jungle. Chào quý bậc phụ huynh và các bạn sinh viên ạ. Mình là Helen, hiện tại mình đang làm việc tại Học viện Auckland của Singapore. Hôm nay mình cũng rất là vui khi được các anh chị ở Du học Melbourne đã giúp mình làm cái clip này để mình có thể là giới thiệu những cái thông tin về trường. Mình cũng có một thời gian sinh sống và hiện tại cũng đang làm việc tại đây, thì mình cảm nhận Singapore là một đất nước đáng sống. Tại sao ạ? Tại vì mình cảm thấy ở đây cái môi trường sống nó rất là sạch sẽ, nó rất là trong lành, không khí tốt, giúp cho các bạn là có một cái sức khỏe tốt thì các bạn mới có thể là tập trung vào việc học hơn. Ngoài ra thì mình thấy ở Singapore người ta cũng rất là an toàn, các cái tệ nạn xã hội hầu như là không có, bởi vì là ở Singapore người ta đã đặt ra một cái bộ luật giúp cho con người ở đây người ta sống một cách khoa học và văn minh hơn. Thì Học viện Auckland cũng là một trong những học viện nằm tại Singapore có cái chất lượng giáo dục đào tạo rất là tốt, và mình nghĩ đây là một nơi để các bạn có thể là gửi gắm cái tương lai của mình, học tập rèn luyện. Nói về Học viện Auckland thì đây là một trong những trường chuyên đào tạo về kỹ thuật kỹ sư ở Singapore, với vị trí thuận lợi là nằm ngay trung tâm bưu điện của Singapore, cho nên là mọi hoạt động cũng rất là thuận tiện, giúp cho các bạn là có thêm cái môi trường học tập tốt. Nói về thế mạnh của Auckland thì trường có cái chương trình đào tạo rất là đa ngành và linh hoạt, từ bậc Anh ngữ, dự bị cao đẳng nâng cao, đại học và thạc sĩ. Về ngành kỹ thuật thì mình thấy như sau. Hiện tại bên trường vừa đẩy mạnh cái chương trình thực tập hưởng lương cho sinh viên các bạn ngành kỹ thuật kỹ sư. Thì khi mà chương trình này đưa vào hoạt động thì Auckland là trường đầu tiên ở Singapore có chương trình thực tập hưởng lương cho các bạn sinh viên. Và các bạn sẽ đi học lý thuyết 8 tháng, sau đó sẽ được nhà trường sắp xếp và đi thực tập 6 tháng ở các công ty, ở doanh nghiệp tại Singapore. Thì đây cũng là một cái thế mạnh mở ra cái cơ hội cho các bạn sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc sau này, cũng như là có thể là tiếp cận với các doanh nghiệp. Đối với bằng cấp tại Học viện Auckland thì từ bậc Anh ngữ đến bậc cao đẳng nâng cao thì Học viện Auckland sẽ cung cấp cấp bằng cho các bạn. Tuy nhiên, đối với cái chương trình đại học và thạc sĩ thì nhằm nâng cao cái giá trị văn bằng và cái chất lượng đào tạo thì bên mình liên kết với ba trường danh giá ở UK, đó là London South Bank University, Wolverhampton University và De Montfort University. Mình cũng thông báo đến các bạn một tin vui là đối với riêng bậc đại học ở Học viện Auckland thì trường mình vừa liên kết với Đại học DMU. Đây là một trường đại học danh giá ở UK. Trường DMU này nằm trong top 1,4 trường đại học tốt nhất thế giới. Cho nên khi mà các bạn tham gia vào cái chương trình học kỹ thuật ở trường này thì cái văn bằng của các bạn sẽ được đánh giá tốt ở Singapore và cũng như là các nước ở trên thế giới. Theo mình nghĩ, không chỉ là những bạn du học sinh tại Singapore mà tất cả các bạn du học sinh trên toàn thế giới đều gặp phải cái khó khăn lớn nhất, đó chính là cái rào cản về ngôn ngữ và cái văn hóa tại cái nước mà các bạn đi du học. Đối với Anh ngữ thì mình cũng nói ở đây thì người Singapore các bạn cũng biết là người ta chưa dùng tiếng Anh, cho nên khi các bạn mà xác định đã đi du học Singapore thì các bạn nên chuẩn bị trang bị cho mình một cái lượng kiến thức tốt để sau khi mà mình sang trường mình có thể là hòa nhập tốt. Đối với chương trình Anh ngữ ở bên trường mình thì 2 tháng sẽ được khai giảng một lần dành cho những bạn sinh viên muốn cải thiện tiếng Anh cũng như là muốn nhận một chứng nhận để có thể là tham gia trực tiếp vào các chuyên ngành mà không cần
chứng nhận quốc tế IELTS hoặc là TOEFL. Ngoài ra thì đây cũng là một cái lớp để trang bị kiến thức English cho những bạn mà muốn học chuyển tiếp đến các nước như là Úc, Anh hoặc là Canada. Mình cũng mách cho các bạn một mẹo nhỏ để mình nâng cao cái kiến thức tiếng Anh của mình. Tức là khi mà mình đã sang học thì mình nên cố gắng tạo một cái môi trường tiếp xúc tiếng Anh. Chẳng hạn như các bạn thuê phòng, các bạn nên ở với những bạn mà cũng là du học sinh quốc tế nha. Thì khi mà các bạn tiếp xúc với người ta thường xuyên thì các bạn sẽ có một cái động lực để các bạn trau dồi tiếng Anh tốt hơn. Hoặc là các bạn có thể là kết bạn với những người bản địa, những sinh viên bản địa thì người ta sẽ giúp cho các bạn cách phát âm tốt, cách dùng từ sao cho đúng với là câu nói, cái văn chữ để cho nó thích hợp và tốt nhất.